Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Và ngày hôm qua 26 tháng 12 thì một tiệm bánh tên M nằm trên đường Bạch Mai, Hà Nội đã bị một khách hàng vô cùng bức xúc tố là có một dịch vụ vô cùng tồi tệ. Cụ thể là khi được yêu cầu giao hàng thì shop này liên tục khẳng định là shipper đang trên đường giao hàng tới. Tuy nhiên khi mà đã sát giờ tiệc thì shop này lại yêu cầu đòi hủy đơn hàng vì lý do là không tìm được shipper. Đăng tải bài viết trên Facebook, người mẹ tên Linh vô cùng bức xúc cho biết, vào ngày 24 tháng 12 vừa qua, chị đặt bánh của một tiệm bánh tên M, một chiếc bánh kem sinh nhật cho con trai 1 tuổi. Chiếc bánh được chị chọn lựa kỹ lưỡng với hình chú chó dễ thương, đặc biệt là hẹn tiệm giao hàng lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau 25 tháng 12 để chị kịp tổ chức tiệc. Đến giờ giao hẹn bánh mà chưa nhận được hàng, chị Linh sốt ruột gọi điện cho tiệm bánh để hỏi han. Tiệm bánh MK khẳng định với chị Linh rằng chiếc bánh đang trên đường được giao đến, vì tắc đường nên shipper đến muộn. Chị Linh chưa yên tâm, hỏi lại tiệm bánh nhiều lần thì tiệm này vẫn chắc nịch khẳng định rằng bánh đang được giao tới. Chờ đợi chiếc bánh cho tiệc sinh nhật đầu tiên của con trong lo lắng, đến 6 giờ 30 khi mà sát giờ mở tiệc, chị Linh bỗng tá hỏa nhận được thông báo từ tiệm bánh M rằng hãy hủy đơn hàng đi. Lý do tiệm này đưa ra là do nhà chị Linh xa quá, không tìm được shipper. Đáng chú ý là khi chị Linh tỏ ý trách móc, nhân viên tiệm bánh M đã bất ngờ cúp máy và không hề có một câu xin lỗi. Chị Linh cho biết chị đã tức giận đến bật khóc, vừa là vì thái độ của nhân viên M, vừa là lo lắng cho tiệc sinh nhật của con không được trọn vẹn như dự tính. Sự việc do chị Linh chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng bức xúc thay. Tất cả đều chia sẻ với chị Linh với sự cố đáng buồn, đồng loạt chỉ trích gay gắt tiệm bánh MK với cách làm việc tắc trách, thiếu thật thà và thiện chí. Chia sẻ thêm với phóng viên, chị Linh cho biết gia đình chị đã mua một chiếc bánh khác để thay thế trong tiệc sinh nhật của con trai. Việc không thể có được chiếc bánh như dự tính ban đầu đã khiến chị Linh rất buồn, bởi đây là sinh nhật đầu tiên của con trai. Chị Linh cũng chia sẻ thêm, đến chiều ngày 26 tháng 12 thì chủ tiệm bánh M mới gọi điện để xin lỗi chị. Tuy nhiên trước những lý do mà chị Linh cho rằng bất hợp lý, được biết ngay sau đó thì phóng viên đã liên hệ với tiệm bánh M trong sự việc nói trên thì nhân viên của tiệm này nghe máy nhưng cho biết đang bận và không thể nói chuyện. Ngoài ra thì sau khi bị tố trên mạng xã hội, tiệm bánh này đã nhanh chóng đổi tên và ảnh đại diện, đồng thời xóa hết những bình luận chỉ trích của cư dân mạng. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.